Emma xin chào quý vị nhá. Hôm nay em lên cho quý vị một cái con giải mã đấy theo yêu cầu của mấy bác khách đã đến. Đây, thì con giải mã V3 nhá. Đấy, đây. Giải mã V3. Đấy. Dòng giải mã phải nói là rất là tuyệt vời để sau này ví dụ các bác mà ví dụ có không làm giải mã nhá thì các bác có thể nâng cấp lên, ví dụ là mua thêm loa. Đấy. Mua thêm loa để ghép vào làm dàn nghe nhạc mini. Đấy. Bởi vì con này thì ngoài tính năng giải mã thì các bác có thể là kết nối với cả smartphone này. Đấy, hay là có thể là nghe CD này. Đấy, hay là các bác có thể là nghe FM đấy, hoặc là các bác nghe nhạc thì các bác có thể chỉnh chế độ 3 tép trực tiếp trên máy. Đấy. Cái cách chỉnh thì em cũng hướng dẫn ở nhiều video rồi. Đấy. Còn ở đây thì ví dụ tí em sẽ test thử cho các bác nhá, test thử cái chất âm cho các bác. Đấy, để sau này vị bác làm mà có muốn làm cái phần công suất ấy để nghe nhạc ấy thì ok thì có thể là dinh cái con V3 này về để mà nghe nhạc nhá. Đấy, vừa làm giải mã vừa có thể làm công suất để nghe nhạc tuyệt vời nhá. Đấy. Nó còn có cả chỉnh 3 tép trực tiếp trên máy, rất là tiện. Nhiều bác lại rất thích nghe dàn nhạc mini. Đấy, nhưng mà lại gặp cái khúc mắc là không có chỉnh 3 tép ở trên mặt máy mà lại phải mua thêm khiển. Đấy. Trong khi đó mua thêm khiển cái khiển nó khoảng 4 đến 600. Đấy. Thì nó tốn thêm khoản chi phí, đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là lỡ đánh vỡ hoặc là nó hỏng thì nó lãng phí cái số tiền đấy, đúng không ạ? Thì thay vì như vậy mình có điều khiển, à, mình có cái điều chỉnh 3 tép trực tiếp trên máy như này thì nó rất là tiện đấy. Thì đây là một cái điều rất là hay. Về cái hình thức thì đây, hàng bãi về thì nó cũng không thể tránh khỏi là cái chuyện gọi là bụi bặm một chút quý vị nhá. Đấy, nhưng tuy nhiên thì em cũng có vệ sinh qua rồi đấy, thì bác làm mà thích cầu kỳ nữa thì có thể về vệ sinh thêm được chưa ạ? Đấy. Về thông số kỹ thuật thì công suất được trang bị là 55W, đấy. Điện là 100V. Phía trên đây các bác có thấy ngay, nếu bác nào làm công suất thì đây. Có cầu kẹp, đấy. Phần cầu này thì các bác có thể đánh loa trở kháng từ 4 đến 16 ohm nhá. Đánh loa từ 4 đến 16 ohm. Phía bên tay trái màn hình quý vị đang xem thì đây, như em đang chỉ đây thì nó có một loạt các đường analog. Gồm có line in, line in 1, line in 2 và tape thì có tape out và tape in, tức là nó có một cổng ra và ba cổng vào đấy, và dưới này thì có cổng quang đấy, cái này thì không thể thiếu được rồi, giải mã mà không có quang thì giải kiểu gì đúng không ạ? Đấy, ok chưa ạ? Rồi đấy thì con này giá của nó các bác nhá, vâng, giá là 1.350.000 nhá. Giá là 1.350.000 cho con giải mã V3. Đấy. Hàng của nó là tuyệt vời. Đây, đấy. Có chỉnh 3 tép nếu bác nào làm công suất. Đấy. Sau đây em sẽ tiến hành test chất âm để quý vị nghe thử nhá. Đấy. Để ví dụ bác nào có làm công suất thì có thể alo cho bên em nhá. Đấy, để lấy con này về làm công suất nhá. Đấy. Rồi, hiện tại thì em đã kết nối xong cái phần dây loa cũng như là phần đường quang. Đấy. Thì sau đây sẽ tiến hành ở đây chưa cắm điện. Rồi. Đấy. Ok, em sẽ mở cái con TV lên này. Đấy. Và khi nhận được tín hiệu rồi thì quang nó sẽ chạy này. Quý vị thấy không ạ? Đấy, nó sẽ nhảy này và quý vị vặn lên này. Đấy. Ok chưa? Ở đây thì em đang mượn cái con này để làm con Smart TV. Tại vì ở đây em không không có cái không không có cái gì nhỉ, không có cái tivi ở đây, thế nên em phải mượn con này coi như lấy tín hiệu giải mã ra thì nó cũng chẳng khác gì tivi đâu quý vị ạ. Đấy. À, đây là phần giải mã nhá. Đấy, còn bác là thích nghe điện thoại đúng không ạ? Đây. Nghe cái nhạc của gì nhỉ? Của Như Quỳnh thì rất là đánh bản quyền, em xin lỗi nhá. Đây em chỉ mở nhỏ nhỏ này, để quý vị nghe qua một tí này. Ok, quang chạy nhá. Đấy. Rồi, quý vị có thể test điện thoại đây đúng không ạ? Đây, em sẽ chuyển sang chế độ điện thoại này. Này, em cắm cổng nào thì chuyển cổng đấy nhé, chuyển sang cổng line 1 nhé, bởi vì em đang cắm cổng line 1. Quý vị muốn chỉnh bát tép này. Đấy.
thích đưa bát lên này. Đấy, nghe tiếng bát nó rất là đậm tiếng này. Tép đưa lên tí cho nó sáng nhá. Đấy, này. Đấy, cái quang bát nó từ âm 10 cho tới dương 10. Làm giải mã vừa làm công suất rất tuyệt vời quý vị nhá. Dạ vâng, giá của nó như em vừa đọc trên video rồi nhá. Đấy thì mọi thông tin chi tiết thì các bác liên hệ cho em qua cái số điện thoại là 0966 594 581 quý vị nhá. Dạ vâng, em xin phép kết thúc video tại đây. Xin chào các bác.